Xin chào các bạn. Video này mình sẽ quay một chiếc máy bay đặc biệt của Trung Quốc. Nó đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là một chiếc máy bay phản lực kinh doanh của hãng Đông Hải Jet, công ty con của hãng Đông Hải Airlines, một hãng hàng không có trụ sở tại sân bay quốc tế Bảo An, Thâm Quyến. Công ty mẹ hãng Đông Hải Airlines hồi trước dịch thường có các chuyến bay tới sân bay Cát Bi, Hải Phòng. Còn công ty con là hãng chuyên vận hành các loại máy bay phản lực kinh doanh, loại Bombardier Challenger 605 như chiếc này. Hãng không này có logo rất nổi bật là một chú chim nhiều màu sắc, có lẽ là chim phượng hoàng. Đây là lần đầu tiên mình quay được một chiếc máy bay của Đông Hải Jet, còn Đông Hải Airlines thì mình chưa gặp được. Hiện tại đã có rất nhiều hãng hàng không của Trung Quốc mở lại đường bay tới Việt Nam, đặc biệt là sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chiếc Bombardier Challenger 605 của Đông Hải Jet vừa hạ cánh xuống đường băng 11 trái sân bay quốc tế Nội Bài. Và đây là pha hạ cánh của một chiếc máy bay nhỏ đặc biệt khác. Đây là một chiếc Piper PA-31T Cyan. Chiếc này thì thời gian gần đây bay rất nhiều ở Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực sân bay Nội Bài và sân bay Thanh Hóa. Có lẽ là để đo đạc hay vẽ bản đồ gì đó. Nhưng đây là lần đầu tiên mình ghi hình được pha hạ cánh của chiếc này xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là loại máy bay rất nhỏ, có sức chứa chỉ khoảng 6-7 người. Tuy nhiên cũng được trang bị hai động cơ tốc bin phản lực cánh quạt. Chiếc này rất nhẹ nên mãi mới hạ xuống mặt đường băng. Và đây là một chiếc máy bay nữa của Trung Quốc. Chiếc này thì của một hãng hàng không lớn, đó là hãng China Southern Airlines. Tuy nhiên thời gian gần đây hãng này chuyên khai thác các dòng máy bay nhỏ tới Việt Nam, đặc biệt là dòng Boeing 737. Tuy nhiên một ngày thì hãng khai thác mấy chuyến tới sân bay Nội Bài. Đây là một chiếc 737-800 khá đặc biệt của hãng, với chữ Trung Quốc dày đặc trên thân máy bay. Tất nhiên là mình cũng không hiểu ý nghĩa của những dòng chữ này. Chiếc 737-800 của China Southern đang tiến vào bãi đỗ ở nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài. Bạn nào hiểu ý nghĩa các dòng chữ trên thân máy bay, xin comment ý kiến ở bên dưới cho mọi người được biết nhé. Và bây giờ lại là chiếc Piper PA-31T chuẩn bị cất cánh đi làm nhiệm vụ. Chiếc máy bay này thời gian gần đây gần như thường trực ở sân bay quốc tế Nội Bài. Loại máy bay nhỏ này thì có quãng đường chạy đà rất ngắn. Có thể thấy phi công đang liên tục dùng rudder để chỉnh hướng mũi máy bay vào tim của đường băng. Có thể thấy bánh mũi của máy bay phải thu hai lần mới thành công. Mời các bạn cùng xem lại quay chậm đoạn chiếc máy bay này thu bánh đáp nhé.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.